Chị ơi em quay váy cho chị đây. Đây chị ơi này, đây là mẫu váy của chị nhá. Đây này, đằng trước nó là cái tua. Đấy, đằng này là tay ren. Đấy, chị to hơn em thì cái thể của chị sẽ mặc ôm hơn. Còn em thì mặc hơi rộng xíu xíu. Đây đi nha chị ơi đây. Đấy, đây là đằng sau này chị này. Đấy, đằng sau của chị nhá, chị thích là đằng sau đó là cổ đổ. Đấy, đây, đằng sau là cổ đổ. Còn đây là chân váy phối với áo. Đấy, chân váy phối với áo thì chúng ta có thể mặc được hai kiểu nhá. Mặc được hai kiểu các chị ơi. Mặc được hai kiểu thì các chị thấy tua có đẹp không ạ? À, đây là mẫu váy may cho chị là 50 cân, hơn 50 cân. Nhưng mà em thì chỉ có bốn mấy cân thôi. Em mặc nó hơi rộng một xíu nhưng mà cái mẫu váy này thì nó rất là thích một cái đó là người to hay là người béo thì đều mặc vừa và nó che toàn bộ khuyết điểm của chị em mình nhá. Đấy, nó che và toàn bộ khuyết điểm. Đấy, các chị thấy không? Khi mà mình quay lên thì cái váy nó sẽ đấy, thì cái váy nó sẽ rất là đẹp nhé. Đằng sau thì form đổ sang này, đằng sau rất là sang. Đấy, đằng trước thì là chúng ta sẽ kết hợp như thế này, tay cổ. Đấy, chị có thấy đẹp không ạ? À chị ơi, đây dép của chị đây, đây dép của chị đây nhá. Đây, đây là mẫu dép của chị, còn em đi cái số của em. Đấy, các chị thấy là váy và áo thì được thiết kế thành một bộ rất là đẹp, nhưng tuy nhiên chúng ta có thể là mặc cái chân váy này kết hợp với một cái kiểu áo khác cũng rất là ok. Đấy. Đấy, hoặc là chúng ta mặc cả bộ như thế này. Đấy, đẹp không ạ? Đấy nha, của chị đây. Ngày mai chị sẽ nhận được hàng nha, ok chị. Váy nha các chị đây. Đây là cái phần tua đằng trước. Đây là cái cổ pha ren này. Đấy, đây, đằng sau nó pha ren như thế này nhá. Đấy, đây, đằng sau nó pha ren như thế này. Đấy, đây là đằng sau của váy này. Em mặc cái váy này thì nó hơi rộng so với của em. Eo em có 65 thôi, nên là hơi rộng một chút. Thì nếu mà chị nào mà eo 77 thì vừa. Xịn quá, em dặn thợ là may vải xịn nhưng mà nó lại may xịn quá. Ở ngoài thì nó màu đỏ đô, nó không sáng như là ở trong chiếc camera nó sẽ lên một tông. Nhưng mà ở ngoài thì nó lại màu đỏ đỏ đô, đỏ sang ấy chị ạ. Đỏ đô sang. Đấy, cái vải rất là dày lắm. Đây, vải dày lắm luôn đấy. Vải dày lắm. Đấy, các chị thấy không? Cái vải thì nó rất là đẹp. Tua đẹp. Ok, các chị ưng thì lấy nhá, ưng thì lấy, em sẽ gửi cho các chị. Ưng thì lấy. Ok, hello chị, đây em mặc váy cho chị đây. Chị ơi, váy. Đây, váy thì đẹp không ạ? Đây là màu vàng. Màu vàng được thiết kế theo xếp ly đen chéo như thế này. Đấy, đây là phần cổ của nó nhá. Đấy, thì cái đính đá này thì làm các chị có thể là thích đính đá kiểu khác cũng được hoặc đính đá kiểu này cũng được. Đấy, đây là đằng sau đây, các chị thấy đây, đằng sau nó là khóa kéo nhé, khóa kéo này. Và đây là dáng của váy này. Đấy, váy thì được thiết kế rất là duyên dáng, nhẹ nhàng. Đấy, bây giờ cái form dáng hiện đại bây giờ là người ta không có thích ống ánh lè lè đâu các chị ạ, mà người ta thích là sang trọng và có cái độ bồng bềnh, mềm mại trong từng cái chuyển động của cơ thể. Đấy, đấy. Đây là cái mẫu váy của chị này. Đấy, các chị thấy tua mềm mại không? Tua rất là mềm mại, lớp lót thì dày dặn nhá. Đấy, lớp lót thì dày dặn. Đấy, đẹp không ạ? Đây là em may cho các chị. Màu vàng, màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu gì cũng được. Kiểu này hoặc là khá cách đi một chút. Đằng sau các chị làm như thế này cũng được. Hoặc là mình sẽ đan dây lưng.
kiểu này thì phù hợp cho những cô, những chị trung tuổi thì chúng ta cũng có thể mặc cái này, thì nó rất là kín đáo, nhẹ nhàng và sang trọng. Thì còn các bạn trẻ hơn thì chúng ta có thể là may ở đây là cái đường ren nhé, quét ren ở đây này để cho nó hở cái phần eo của mình ra, quét ren ở đây hở phần eo ra. Còn phần này chúng ta có thể đính đá kiểu này hoặc đính đá kiểu gì cũng được nhé. Đằng sau đây thì mọi người thích để như thế này hoặc là chúng ta sẽ đan dây hở lưng một chút. Rồi, à đấy mọi người quên mất chưa thay đôi dép này, một đôi dép này đôi dép màu đỏ, cái này phải đi hợp với một đôi dép màu vàng cơ. Đợi em một xíu nhé, em đi thay một cái đôi dép màu vàng cho các chị xem nhá. Đây rồi, em quay lại rồi đây các chị ơi. Đây cái bộ này thì nó sẽ hợp với một cái đôi giày màu vàng như thế này. À thì bên em có đóng giày các chị nhá, các chị thích cao 5 phân cũng được mà cao 7 phân cũng được, em đang đi đôi cao 7 phân. À, nhưng mà giày thì rất là chắc chắn để mà chúng ta có thể là di chuyển không sợ cao. Đấy, chúng ta có thể là di chuyển. Đấy, khi mà đi thì các chị có thể, khi mà nhảy cha thì các chị không phải là đi bằng cả bán chân, thì đây các chị hơi kiễng chân này lên thì làm sao, thì cái mũi giày nó rất là mềm. Đấy các chị này, mềm hoặc luôn. Đấy, thì khi mà chắc chắn ôm chân lắm các chị ạ. Đấy, ôm chân lắm thì các chị sẽ cảm thấy rất là tự tin. Mình không muốn nhảy nhưng mà cái chân của mình nó nhảy. Với bộ quần áo như thế này thì sẽ làm cho chúng ta sẽ sang trọng, quý phái và duyên dáng hơn rất là nhiều. Đấy, kết hợp với một đôi dép vàng bóng. Ôi em mặc cái bộ này em không muốn cởi luôn các chị ơi. Em không muốn cởi luôn đấy, thích quá đâu. Đấy, thợ bên em may đấy. Em phải tuyển thợ may rất là kỹ. Không phải là thợ nào cũng mà làm được cho em đâu. Mà sau khi mà thợ đưa về rồi em lại còn phải kiểm tra mình mặc lên xem nó có đẹp không. Và hai nữa là mình còn phải quay video clip cho các chị để cho các chị thấy được sản phẩm của mình trước khi em gửi. Là các chị yên tâm khi các chị nhận hàng là em sẽ quay toàn bộ video như thế này để cho các chị xem nhá. Các chị thấy đẹp không ạ? Ngày xưa thì người ta mặc những cái lóng lánh mà nó cứ sờ vào nó cứ rơi hết ra như này. Nhưng bây giờ người ta không mặc cái đấy nữa, người ta mặc cái hàng óng ánh như thế này cho nó sang trọng, cho nó đẹp nhá. Đấy, đẹp quá các chị ạ, đẹp quá, không muốn cởi luôn. Em còn nhiều mẫu dép lắm, nhưng mà không phải có trải nhé, lại đi thay tất cả các trời các chị xem luôn ý. Đẹp lắm, nhưng mà em cũng đã đăng hết ở trên trang rồi ý. Thì các chị nào thích mẫu nào thì em sẽ đóng cho mẫu đấy nhá. Đấy, còn giày bên em thì chắc chắn không có chữ lừa ở đây đâu, chủ yếu phục vụ với cả cho các chị là như là em mặc cái này, em mặc em thích quá thôi. Rồi các chị ơi, rồi